Đúng ngày mùng 10 tháng Giêng, trời thương Phật độ, năm con giáp bỗng trúng lớn liên tiếp, đổi đời giàu to. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, bước sang ngày mùng 10 Tết năm 2024, thần tài sẽ bất ngờ gõ cửa ghé thăm những con giáp này. Như quý vị đã biết, cái ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch được gọi là ngày vía thần tài, một trong những ngày cầu tài, cầu lộc, may mắn nhất của cái năm mới. Nên là ai cũng súng xính quần áo đẹp và cầu mong cho mình một cái năm mới được giàu có, bình an. Thế nhưng, những con giáp này thì không cầu thì cũng có. Các bạn sẽ may mắn hết phần của thiên hạ trong ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Thần tài sẽ ban lộc lớn, công việc thì sẽ hanh thông thuận lợi. Một vài người còn được thần tài bí mật cho lộc lớn, trúng lớn liên tiếp, đếm tiền mỏi tay, gia đạo thì bình an, người thân thì khỏe mạnh, sum vầy, không khí gia đình thì đầm ấm yên vui. Bản thân các bạn cũng có những cái ý tưởng đột phá để phát triển cái bản thân mình trong năm mới. Bên cạnh đó thì nhiều bạn sẽ nhận được những khoản tiền lộc lá bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Một lần nữa xin được chúc mừng những con giáp may mắn có tên trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Chúng ta biết ngày mùng 10 tháng Giêng, ngày vía thần tài, nó là cái ngày quý sửu đúng không ạ? Chúng ta cục diện là Tỵ Dậu Sửu là tam hợp, vậy nên những người tuổi Tỵ sẽ là con giáp may mắn đầu tiên. Bên cạnh đó, những người tuổi Tỵ lại được chính tài nó tiếp sức. Những người tuổi Tỵ có thể là nhận được những khoản thưởng nóng hoặc là hoa hồng để triển vọng trong thời gian này, hoặc là các bạn chỉ luôn cố gắng hết mình và đã hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao, nên là các khoản lương thưởng cũng cực kỳ là xứng đáng với những người tuổi Tỵ. Trong thời gian này thì những người làm đầu tư kinh doanh, những người buôn bán thì cũng nhận được những khoản lời lãi từ những cái khoản đầu tư từ trước đó. Bản mệnh dũng cảm, thử sức bản thân và có cái tầm nhìn xa trông rộng, nên là luôn đi trước các đối thủ cạnh tranh, phát triển nhanh chóng, vượt bậc. Tất nhiên, cái áp lực là cái thứ mà không thể thiếu. Chẳng có con đường nào đi đến thành công mà lại chảy toàn cái hoa hồng cả. Xong, những người tuổi Tỵ thì còn dám chấp nhận thử thách để có được cái thứ mà mình mong muốn. Thêm nữa, cái vận trình nó khởi sắc, bản mệnh cũng được cấp trên đánh giá cao cái năng lực của bản thân. Đôi khi ấy, thì các bạn có những cái ý tưởng bốc đồng, xong không thể phủ nhận những cái tính sáng tạo của những người tuổi Tỵ trong thời gian tới. Nói chung, những người tuổi Tỵ cần phải cố gắng và nỗ lực thật nhiều để chớp lấy cái thời cơ tăng tiến trong cái ngày vía thần tài này. Đừng có để cho công sức của cả năm lại gì đổ sông đổ biển, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì những người tuổi Tỵ cũng nên sử dụng cái vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để tăng cường cái vận may cho mình. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Bên cạnh đó thì nhờ được cục diện là hỏa thổ tương sinh, tức là được cục diện ngũ hành nó tương sinh, nên là cái chuyện tình cảm của những người tuổi Tỵ thì có những cái dấu hiệu phát triển khá là tích cực. Nếu mà đang có cái người trong lòng ấy, thì quý vị hãy bày tỏ cái tình cảm của mình bằng những cái hành động thực tế để người ấy có thể cảm nhận được. Vậy nên là gì? Để gia tăng thêm cái may mắn, bảo vệ cái hạnh phúc của mình thì những người tuổi Tỵ luôn nhớ nhá, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày mùng 10 tháng Giêng, ngày quý sửu, tức là ngày vía thần tài đấy. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Quý vị thân mến, nói chung ấy, theo các chuyên gia tử vi học có dự báo, dưới sự giúp sức của cục diện tam hợp Tỵ Dậu Sửu, nên những người tuổi Dậu sẽ có một cái ngày cực kỳ là may mắn, hanh thông. Các bạn có thể đạt được những cái thành công mà không cần phải đấu tranh quá nhiều. Mọi thứ dường như đến với bạn một cách là tự nhiên. Dù làm công việc gì đi chăng nữa thì gia chủ cũng gì có một cái túi tiền khá là rủng rỉnh trong cái ngày hôm nay. Đó là cái thành quả mà là cái nỗ lực của các bạn để xong một chuỗi ngày tháng vất vả trước đó.
cấp trên cũng sẽ sẵn sàng trao thưởng cho những người mà không ngừng nỗ lực phấn đấu như những người tuổi Dậu đây. Bên cạnh đó, tình hình kinh doanh buôn bán của những người tuổi Dậu cũng khá là khả quan. Đơn hàng đầu năm thì nó đến một cách tới tấp, buôn may bán đắt. Nói chung ấy, các bạn có hoạch toán lại cái doanh thu ấy, thì cũng tăng lên gấp nhiều lần so với thời gian trước đó. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tị Dậu Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Bên cạnh đó thì trong thời gian này những người tuổi Dậu ấy cũng được cục diện là ngũ hành nó tương sinh, Sửu Thổ sinh cho Dậu Kim. Vậy nên là con giáp này và nửa kia ấy có thể tháo gỡ những cái khúc mắc, những cái hiểu lầm còn tồn tại suốt trong thời gian trước đó. Thông qua cái việc này, hai bạn đã thêm thấu hiểu và trân trọng cái mối quan hệ giữa hai người. Vì thế, cái cuộc sống gia đình nó trở nên đầm ấm, hòa thuận và yên vui hơn. Và để gia tăng cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong cái ngày mùng 10 tháng Giêng, ngày Quý Sửu này, không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, những người tuổi Thân thì được chính ấn nó soi đường chỉ lối. Vậy nên những người tuổi Thân sẽ rất nhanh nhẹn biết đâu là cái cơ hội để mình cần phải nắm bắt để thể hiện bản thân. Chính vì vậy mà các bạn nhanh chóng gây được ấn tượng với lãnh đạo, khiến cho bạn bè, đồng nghiệp xung quanh đều cảm thấy khâm phục và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không nên quá kiêu ngạo và dễ hài lòng với những thứ mà mình đang có. Các bạn hãy luôn đặt ra cái mục tiêu cao hơn, bởi khả năng của các bạn ấy có thể giúp được các bạn có những cái bước tiến xa hơn nữa, không chỉ dừng lại ở cái thời điểm hiện tại. Các mối quan hệ xã giao thiếu đi cái sự hài hòa, nội bộ lục đục, nó xảy ra cạnh tranh mâu thuẫn. Tất nhiên cái việc gì cũng có hai mặt của nó. Nó tốt ở chỗ là cạnh tranh, là có cạnh tranh là có phát triển. Nó xấu ở chỗ là nó sẽ khiến cho bạn phải suy nghĩ, phải lao tâm khổ tứ rất là nhiều. Và tất nhiên ấy, ai cũng biết chủ động nắm bắt cơ hội, có sức chịu đựng bền bỉ, người ấy sẽ có cái thành công như mong muốn. Trong thời gian này thì cái sự xuất hiện của chính quan nó cũng sẽ mang đến nhiều cái sự hỗ trợ cần thiết trong công việc của những người tuổi Thân. Cái vận quý nhân nói chung là nó cũng không đến nỗi tệ, quan trọng là những người tuổi Thân có tinh tế để nhận biết ra cái người mà người đó là ai không để nhờ cậy mà thôi. Bên cạnh đó nữa thì trong cái thời gian này thì những người tuổi Thân cũng được cục diện ngũ hành tương sinh. Vậy nên những người độc thân ấy có thể nhận được những lời làm mời làm quen của những người khác giới. Quý vị nếu mà cởi mở cứ trò chuyện với đối phương thì các bạn có thể sẽ nhận ra đối phương có rất nhiều cái điểm chung với mình. Quan hệ của hai người thì ngày càng có nhiều cái bước đi triển vọng hơn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong ngày mùng 10 tháng Giêng, ngày Quý Sửu ấy, thì đó chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong ngày mùng 10 tháng Giêng, ngày Quý Sửu thì chúng ta cục diện là Tý Sửu là nhị hợp. Lại là cục diện là gì? Hợi Tý Sửu là tam hội nữa. Đấy. Vậy nên là những người tuổi Tý sẽ rất được lòng lãnh đạo trong ngày hôm nay. Các bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được cái ý muốn của cấp trên và hoàn thành tốt những cái công việc mà mình được giao phó. Cấp trên có thể sẽ giao cho bạn một số công việc khó khăn và trọng đại hơn trong cái thời gian tới. Có thể các bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, song cái điều đó là cần thiết nếu các bạn muốn có cái bước tiến lớn hơn trong cái sự nghiệp của mình. Vậy nên quý vị hãy cứ cố gắng lên, đừng có ngần ngại gì cả. Tiếc rằng trong ngày hôm nay ấy, thì bị cục diện là gì, thổ thủy là xung khắc. Vậy nên ấy, vợ chồng bản mệnh thường không tìm được cái tiếng nói chung trong các công việc của gia đình. Hai người cần phải thử thay đổi cái góc nhìn cái vấn đề, chứ không nên là khăng khăng một mực theo cái quan điểm ban đầu của mình. Vì thế đấy, để hóa giải, mang lại cái may mắn cũng như là hóa giải cái xung khắc để giúp cho gia đình được hạnh phúc hòa thuận, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Thân Tí Thìn để được trợ mệnh hộ thân.
vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý, đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong cái ngày mùng 10 tháng Giêng, ngày Quý Sửu, thì đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, những người tuổi Mão được thực thần ở trợ mệnh. Nói chung, ngày mùng 10 tháng Giêng là một ngày may mắn của những người tuổi Mão trên phương diện sự nghiệp. Đặc biệt, những người làm công ăn lương ấy, hoặc là những người làm công việc tự do ấy, thì có thể nhận được một khoản thù lao tương xứng với cái công sức mà mình bỏ ra. Bản mệnh có còn làm quen được với nhiều cái đối tác lớn. Tuy nhiên, các hoạt động xã giao có thể cũng sẽ gì khiến cho các bạn tốn một khoản kha khá. Con giáp này nên suy nghĩ một cách tích cực. Nếu cái khoản tiền này nó có thể giúp cho các bạn phát triển cái sự nghiệp hơn nữa thì cũng gì nhớ đừng nên tiếc. Trong thời gian này thì gặp cục diện là mộc thổ xung khắc nên là con đường tình cảm đấy cũng không được thuận lợi cho lắm. Dường như là những người tuổi Mão đang đối xử với người ấy quá nghiêm khắc, lúc nào cũng muốn người ấy phải nghe theo mình. Các bạn không nên hành xử một cách quá độc đoán như vậy, bởi dần dần ấy, thì cái điều đó sẽ khiến cho gì cái nửa kia cảm thấy mệt mỏi, chán nản và rất dễ bỏ cuộc. Vì vậy, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong cái ngày mùng 10 tháng Giêng, ngày Quý Sửu này thì không ai khác đó chính là những người tuổi Hợi. Quý vị thân mến, có thể nói cái vận trình của những người tuổi Hợi sẽ thường xuyên xảy ra cái tình trạng là làm thêm giờ. Nhưng mà quý nhân ấy sẽ giúp cho các bạn mở ra được nhiều cái cơ hội, mở ra nhiều cái con đường phát triển mới. Cái chuyện tình cảm của những người tuổi Hợi trong thời gian này cũng nói chung là cũng rất thích hợp phát triển tại các buổi hẹn hò, gặp gỡ hoặc làm quen. Bên cạnh đó thì những người tuổi Hợi trong thời gian này thì cái vận trình nó có nhiều cái tiến triển đáng kể trong cái vận trình sự nghiệp. Tần suất công việc nó nhiều, cơ hội mở rộng kinh nghiệm cũng rất là phong phú. Đối với những người làm nghệ thuật công nghiệp giải trí hoặc là công nghệ thông tin ấy, thì các bạn có nhiều cái bước tiến. Những người làm văn phòng thì cũng lưu ý các văn kiện, các ghi chép hóa đơn chứng từ. Với quý nhân hỗ trợ, cơ hội của các bạn thì cũng sẽ được bạn bè giúp đỡ, khiến cho các bạn rút ngắn được cái khoảng thời gian để thăng tiến. Tuy nhiên, các hiểu nhầm với đồng nghiệp thì cũng cần được giải quyết ngay trong thời gian này, tránh để lâu dài. Bên cạnh công việc nó anh thông thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Hợi cũng tương đối là ổn thỏa nhờ cái quan hệ nó được mở rộng đấy. Tuy nhiên trong thời gian này thì quý vị nên tránh các mối liên quan về tiền bạc, dễ xảy ra những cái điểm báo mất về thất thoát về tài lộc ấy đó. Hơn nữa là cái chuyện tình cảm của những người tuổi Hợi trong thời gian này nói chung ấy thì cũng được dự báo là nửa hộp bán hung bán cát. Những người này đang yêu thì dễ lâm vào cái tình trạng là lựa chọn hay là tiếp tục duy trì đó, hay là đường ai nấy đi. Còn những người độc thân thì mải mê với công việc nên là cũng không màng đến cái chuyện là tình cảm đó. Vì thế mà để gia tăng thêm cái may mắn cũng như là bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi, đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày vía thần tài ngày 10 tháng Giêng năm 2024. Và chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, được thần tài trợ mệnh, thần may mắn gọi tên, đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Tỵ, 2 tuổi Dậu, 3 tuổi Thân, 4 tuổi Tý, 5 tuổi Mão và 6 là những người tuổi Hợi. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội đổi đời giàu có trong cái ngày mùng 10, ngày vía thần tài. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và
hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.